Những hướng dẫn này sẽ chỉ cho quý vị cách cập nhật cài đặt ngôn ngữ trên máy tính. Từ màn hình chính, bấm vào tên của quý vị ở góc bên phải và chọn tài khoản của tôi ở phía bên trái. Sau đó bấm vào cài đặt ngôn ngữ. Sau khi quý vị đã bấm vào cài đặt ngôn ngữ, hãy chọn ngôn ngữ mà quý vị muốn chọn từ danh sách ngôn ngữ được thả xuống và bấm vào View. Nếu quý vị muốn danh mục của mình bằng tiếng Tây Ban Nha, hãy bấm vào Spanish ở phía trên cùng bên phải. Nếu quý vị muốn thay đổi danh mục của mình trở lại bằng tiếng Anh, hãy bấm vào tiếng Anh. Những hướng dẫn này sẽ chỉ cho quý vị cách cập nhật cài đặt ngôn ngữ trên ứng dụng điện thoại. Từ màn hình chính, bấm vào biểu tượng ba gạch ngắn ở góc trên cùng bên trái và sau đó chọn tài khoản và tiếp sau là tùy chọn. Từ màn hình tùy chọn, chọn cài đặt ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ mà quý vị muốn chọn từ danh sách này. Bây giờ quý vị sẽ nhận được tất cả các thông tin và tin nhắn bằng ngôn ngữ mà quý vị có thể đọc được.